Xin chào các bạn, Việt Nam là đất nước nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh được tự nhiên ban tặng, với những món ăn ngon làm sao xuyến khách thập phương và những con người lương thiện hiền hòa. Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn có những công trình kiến trúc rất đặc sắc tốn biết bao giấy bút của bạn bè thế giới. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 8 công trình ở Việt Nam nổi tiếng toàn thế giới nhé. Xin mời các bạn cùng xem video. 1. Bamboo Jailai Complex. Bamboo Jailai Complex giành huy chương vàng ở hạng mục công trình nghỉ dưỡng và giải thưởng công trình của năm do Hội Kiến trúc sư Châu Á trao tặng năm 2014. Tổ hợp công trình này bao gồm nhà hàng Bamboo Wings và nhà hội nghị Đại Lải, tọa lạc trong một khu nghỉ mát ở Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50 km. Nhà hàng được khởi công xây dựng vào năm 2009. Đây là nơi phục vụ ăn uống cho du khách và tổ chức sự kiện. Nhà hội nghị Đại Lải được xây dựng 3 năm sau đó. Cả hai công trình đều do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và cộng sự thiết kế. Đây là một trong những công trình đầu tiên tại Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế, đánh dấu bước phát triển lớn để khẳng định hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Điều đặc biệt của hai công trình là sử dụng tre, luôn làm vật liệu chủ yếu. Nhờ đó, không gian ở đây hài hòa với thiên nhiên, du khách có cảm giác gần gũi, thân thuộc. Được bao quanh bởi thiên nhiên tuyệt đẹp của một khu vực gần Hà Nội, Bamboo Wing là một cấu trúc toàn bộ bằng tre dạng như con sò mô phỏng cánh chim bay lướt trên mặt nước, nhằm phục vụ đầy đủ chức năng cho một trung tâm trình diễn đa chức năng với nhiều sự kiện văn hóa như thời trang, âm nhạc, ẩm thực. Cấu trúc tre vượt 12m tự cân bằng bởi bản thân nó và giải phóng không gian rộng không cột. Cấu trúc này cũng khiến cho thiên nhiên phía trước và sau ngôi nhà không có giới hạn. Người sử dụng cảm thấy như mình đang ngồi giữa thiên nhiên. Hình dáng của mái nhà giúp dẫn gió mát từ mặt nước rộng bao quanh vào công trình và cũng tạo nên bóng đổ cho không gian sử dụng phía dưới, tạo nên một môi trường mát mẻ mà không cần phải sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. 2. Cầu Vàng, Đà Nẵng. Không chỉ gây sốt với cư dân mạng tại Việt Nam, hình ảnh cầu vàng được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ tại Đà Nẵng được nhiều tờ báo và mạng xã hội quốc tế ca ngợi. Cầu vàng Đà Nẵng vào top những cây cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới do tờ Nhật báo Anh The Guardian bình chọn, top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Time nổi tiếng ở Mỹ bình chọn. Ngoài ra, còn rất nhiều tờ báo uy tín trên thế giới như BBC, AFP, Reuters, CNN, Art Daily cũng đã dành lời khen công trình độc đáo này. Cầu vàng được khai trương vào tháng 6 năm 2018 sau gần một năm xây dựng tại vườn thiên thai thuộc khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Công trình này do tập đoàn Sun Group đầu tư. Mặt cầu rộng 12,8m, dài gần 150m, gồm 8 nhịp, nhịp dài nhất là 21,2m. Cấu trúc của cầu gồm hai bàn tay khổng lồ bao quanh một trong số những cột trụ, nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mặt biển, giúp du khách có cái nhìn bao quát hơn khi đứng trên đây ngắm nhìn khung cảnh phía bên dưới. Hai bàn tay trông giống như được làm bằng đá với những chi tiết rêu phong, nhưng thực chất nó được cấu tạo từ thép và sợi thủy tinh. Đây là một biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng. 3. Cầu Rồng, Đà Nẵng. Được xem là biểu tượng và là niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng, cầu Rồng là một trong những cây cầu độc đáo bắc qua sông Hàn, là một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch tham quan. Cầu Rồng dài 666m, rộng 37,5m với 6 làn xe chạy với thiết kế hình rồng ấn tượng. Công trình được thông xe ngày 29 tháng 3 năm 2013, kinh phí xây cầu gần 1.500 tỷ đồng. Vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hoặc những dịp đặc biệt, rồng có thể phun ra nước và lửa. Công trình này từng được vinh danh quốc tế bằng giải thưởng kỹ thuật xuất sắc EEA của Hội đồng các công ty kỹ thuật Mỹ ACEC 2014. EEA là giải thưởng danh giá thế giới, được ví như giải Oscar của ngành kỹ thuật. Với vị trí nằm bắc qua dòng sông Hàn, cây cầu sừng sững và nổi bật giữa trung tâm thành phố, khiến bất kỳ người dân Đà Nẵng nào khi nhìn vào cũng thấy tự hào vô cùng. Cây cầu được xây dựng theo kiểu kiến trúc mang hình dạng một con rồng thời Lý Như vươn mình bay ra biển lớn, một ý tưởng vô cùng ý nghĩa thể hiện khát vọng ngày càng phát triển lớn mạnh của thành phố Đà Nẵng và còn tượng trưng cho nghệ thuật kiến trúc mới của Đà Nẵng. Đây là cây cầu dạng vòm thép đơn đầu tiên tại Đông Nam Á, được khánh thành và thông xe đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Ngoài ra, cây cầu còn được xây dựng khá công phu khi trang bị một hệ thống chiếu sáng gồm tổng cộng 15.000 bóng đèn LED. Phải nhắc lại lần nữa rằng thiết kế chiếc cầu này công phu, vô cùng độc đáo và gây ấn tượng mạnh. 4. Khách sạn Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, Đà Nẵng. Khách sạn Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, Đà Nẵng là khu nghỉ dưỡng duy nhất trên thế giới 3 năm liền được nhận giải thưởng World Travel Awards ở hạng mục Resort sang trọng nhất thế giới. Trong lễ trao giải World Travel Awards 2018 khu vực châu Á và châu Đại Dương, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort tiếp tục lập nên kỳ tích khi được xướng tên trong 5 hạng mục là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á, khu nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên nhất châu Á, khu nghỉ dưỡng dành cho lễ cưới đẳng cấp nhất châu Á, căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á, biệt thự Vịnh Bãi Bắc, khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Việt Nam. Vượt qua những ứng viên hàng đầu châu lục,
khu nghỉ dưỡng này tiếp tục giữ vững ngôi vị khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á lần thứ 5 kể từ năm 2014. World Travel Awards được ví như Oscar của ngành du lịch thế giới. Giải thưởng được khởi xướng từ năm 1993 bởi những chuyên gia trong ngành trên phạm vi toàn cầu, nhằm ghi nhận những sự đẳng cấp đỉnh cao trong ngành du lịch khách sạn trên thế giới. Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2012, đến nay Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao, các chính trị gia và những nhân vật quan trọng trên thế giới. Tại đây, nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017 đã được tổ chức. Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort được đánh giá thân thiện và hài hòa với thiên nhiên như thể được sinh từ núi rừng và biển sơn trà. Kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa văn hóa truyền thống và hiện đại. 5. Biteco Financial Tower, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà 68 tầng, cao 262 mét này từng là biểu tượng cho sự phát triển nhanh chóng, hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Công trình lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng búp sen, loài hoa mang hồn dân tộc Việt. Biteco Tower cao tổng cộng 269 mét, bao gồm 68 tầng và cũng giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến khi Gangnam Hà Nội Landmark Tower hoàn thành vào năm 2011. Biteco có tổng vốn đầu tư lên tới 400 triệu đô la Mỹ, trở thành một trung tâm thương mại khổng lồ với nhiều nhà hàng ẩm thực, khu mua sắm, rạp chiếu phim, khu văn phòng cùng với nhiều công trình nổi tiếng khác. Biteco Financial Tower thuộc top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thập kỷ theo bình chọn của Hội đồng Nhà cao tầng thế giới, cao siêu ở Tower Building Mỹ. Công trình cũng thuộc top 25 biểu tượng xây dựng thế giới theo CNN. Điểm thu hút khách của Biteco là bên trong tòa nhà này là một trung tâm thương mại hiện đại. Du khách có thể thỏa sức mua sắm, ăn uống và vui chơi cùng bạn bè mà không biết chán. Tòa nhà có tất cả 12 thang máy với tốc độ 7m, giúp mọi người di chuyển đến bất kỳ nơi nào trong tòa nhà chỉ trong vòng 45 giây. Tốc độ này đôi khi sẽ làm du khách cảm thấy choáng khi lần đầu tiên bước vào, nhưng chắc chắn đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Phòng điều hành của tòa nhà nằm ở tầng hầm, kết nối với toàn bộ hệ thống vận hành gồm hàng trăm camera, hệ thống điện lạnh, thông khí. Điểm đặc biệt nhất ở tòa nhà Biteco chính là sân đỗ trực thăng ở tầng thứ 52. Đây là sân đỗ trực thăng cao 191 m, dài 40 m, treo lơ lửng phần ngoài kết cấu chính của tòa nhà Biteco. 6. Thailandmark 81, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, tòa nhà Thailandmark 81 do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư chính thức đi vào hoạt động với hạng mục đầu tiên trung tâm thương mại Vincom Center Landmark 81 sau hơn 1.000 ngày thi công. Tòa tháp Thailandmark 81 với độ cao 461 m, gồm 81 tầng với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ đô la được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình hiện đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ đầu năm 2019. Landmark 81 là một trong những biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh, là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cũng là công trình đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 10 tòa nhà chọc trời của thế giới. Tòa nhà Thailandmark 81 chính là trái tim của siêu dự án căn hộ cao cấp Vinhomes Central Park Tân Cảng, nên đã được chủ đầu tư hứa hẹn sẽ thiết kế một phong cách sống năng động và tiện nghi đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Được lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre truyền thống biểu tượng cho sức mạnh của sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đầy sung túc và thịnh vượng, tòa nhà Landmark 81 được tạo dáng cao vút vươn lên bầu trời xanh như dấu ấn của một thời kỳ thịnh vượng tươi mới, thể hiện khát vọng sánh ra bên ngoài thế giới của Việt Nam. 7. Cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc. Ngày 4 tháng 2 năm 2018, tập đoàn Sun Group đã khai trương hệ thống cáp treo Hòn Thơm trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm Nature Park. Công trình có tổng chiều dài hơn 7.899 m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Giỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, được tổ chức Guinness chứng nhận cáp treo dài nhất thế giới. Toàn bộ hệ thống cáp treo có 2 nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất T4 có chiều cao 174 m. Với thiết kế gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở vận tốc tối đa đạt 8,5 m trên giây. Cáp treo Hòn Thơm rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới Hòn Thơm xuống còn 15 phút thay vì 30 phút di chuyển bằng cano trên biển. Trên các cabin đều có wifi, hệ thống điện chiếu sáng ban đêm. Trải nghiệm cáp treo, khách du lịch sẽ thấy vẻ đẹp hùng vĩ của trời và biển trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc. Nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ và bờ cát trắng phau, Hòn Thơm thuộc quần đảo An Thới, tọa lạc tại phía nam của đảo Phú Quốc và là một trong những địa điểm hot hòn họt gần đây thu hút du khách khi đến với hòn đảo này. Trong hành trình 15 phút trên cáp treo, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác phiêu du giữa mây trời và ngắm nhìn toàn cảnh khu vực phía nam đảo Ngọc Phú Quốc. Với hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại chuẩn quốc tế, chiếc cabin sẽ đưa bạn đi từ ga An Thới qua Hòn Dừa, Hòn Giỏi đến với Hòn Thơm một cách êm ái và an toàn trong chớp mắt. Ga An Thới và ga Hòn Thơm với kiến trúc địa trung hải hiện đại cũng là một địa điểm check-in bạn không nên bỏ qua khi ghé thăm nơi đây. 8. Cầu vượt biển Tân Vũ, Lạch Huyện, Hải Phòng. Cầu vượt biển Tân Vũ, Lạch Huyện,
Hải Phòng là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với những kỹ thuật xây dựng lần đầu tiên được thực hiện. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, tại nút Tân Phú thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An, điểm cuối là cổng cảng Lạch huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng thuộc huyện Cát Hải. Trong đó, phần cầu có chiều dài 5,44 km, phần đường dẫn dài 10,19 km. Cầu Tân Vũ, Lạch huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, mặt cầu rộng 16m gồm 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự án gần 11.850 tỷ đồng. Cây cầu này đã được chính thức thông xe vào ngày 2 tháng 9 năm 2017 sau 3 năm thi công do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, không hạn chế các loại xe, cầu nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải. Cây cầu kết nối các khu vực đang phát triển tại phía đông thành phố Hải Phòng với cảng Lạch huyện, khu công nghiệp Đình Vũ, cũng như kết nối với đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng. Dự án này đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng và tiến độ triển khai cảng cửa ngõ quốc tế Lạch huyện. Điểm đầu dự án tại nút giao Tân Vũ, lý trình km 100+891, đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng. Nhiều thảm cỏ ở đường dẫn đường ô tô Tân Vũ, Lạch huyện đang được công nhân trồng mới. Điểm cuối dự án tại vị trí tiếp giáp cổng cảng cửa ngõ Lạch huyện, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Người dân Hải Phòng kỳ vọng cây cầu sẽ giúp kinh tế ở huyện đảo Cát Hải phát triển.